Ngày 13 tháng 11, mưa lớn kèm theo trận lốc xoáy mạnh bất ngờ quét qua địa bàn thôn Phù Ích và thôn Bắc Kinh, thuộc xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, làm tốc mái nhiều nhà dân cùng công trình, cây xanh bị bật gốc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ích Hậu, bước đầu có 17 nhà dân bị tốc mái hư hỏng. Ngay sau lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà nhanh chóng huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chức năng và bà con nhân dân đến triển khai giúp các hộ dân khắc phục hậu quả. Khoảng 17 giờ cùng ngày, những hư hỏng ban đầu tạm thời được khắc phục, các hộ dân đã trở lại sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Trung tá Võ Tá Thuận, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà cho biết, trước mắt, đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhẹ, đơn vị đã tham mưu cho bà con mua bạt để các lực lượng gia cố tạm thời, sau khi mưa gió giảm, sẽ tiếp tục hoàn thiện giúp bà con.